Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. It's Horror Club. Chapter 2. Let's go. Phần 1 của tựa game này thì các bạn phải đi tiêu diệt ông Akla. Còn phần 2 thì các bạn phải đi phá toàn bộ hang ổ của ông ta. Một hang ổ rất là rộng luôn. Let's go. Mình sẽ đi vào trong đây. Xem có gì trong đây không? Một súng gỗ, ok. Let's go. Okay, let's go. Một cái máy khoan đây rồi. Rồi mình sẽ cưa cái tấm sắt này. Ok. Sau đó thì mình sẽ nhặt cái chiếc xẻng. Đặt luôn tấm gỗ vào đây. Rồi, mình sẽ quay lại. Let's go. Quyển sách, ok. Đây là một quyển sách gọi hồn rồi. Mình sẽ quay lại chỗ cũ và đặt lên cái sao, xem là hồn ai và xem có hiệu quả gì không. Ok, let's go. Ok, một cậu bé, ok. Let's go. Rồi, đặt tiếp vào đây. Sau đó thì mình sẽ chạm vào trong này.
Rồi, và mình sẽ sang kênh thứ hai, Granny Chapter 2. Develops. Let's go. One day. Okay. Ok, chạy thôi. Let's go. Oh my gosh, ông ta đang trong này. Wow, wow. Ok. Xịt mình bị bắt. Wow, một cái bẫy đặt đây rồi. Còn gặp bà ta đây nữa. Let's go. Oh my gosh. Hai ông bà này đi có vẻ rất là chuyên nghiệp luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ ba. Đây là một tựa game mà rất hay và hot trong những tháng vừa qua. Ok, let's go. Đây là mình đang ở trong một căn nhà ma. Rồi. Mình sẽ đi đường nào đây? Đường này đi. Wow, wow, ok. Một con ma đang nhìn đây. Wow, nó chạy đi rồi. Cho anh xem có gì không? Không có gì. Cái game này thì các bạn phải tìm 8 mảnh giấy. Khi đủ các 8 mảnh giấy các bạn sẽ thoát được game. Thoát được khỏi ngôi nhà ma này. Ok, đây là một phòng bếp. Let's go. Một mảnh. Ok. Thank you.
thứ hai. Ok, mảnh thứ ba. Ok, let's go. Đó, các bạn cứ đi xung quanh ngôi nhà, sau đó tìm 8 mảnh giấy là các bạn sẽ hoàn thành được game và thoát khỏi ngôi nhà ma của ông bà Granny này. Rồi, và mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Slender 2. Let's go. Từ cái này thì các bạn phải đi săn lùng 7 con ma. 7 con ma nó sẽ ở trong cái map này và nó sẽ đi quanh quẩn xung quanh map. Thì các bạn phải, khi các bạn tìm được nó và các bạn phải săn lùng và chụp ảnh nó. Thì trong tựa game này thì khi gặp Slender, các bạn phải quay đi thật nhanh. Nếu mà để ông ta nhìn một lúc thì các bạn sẽ bị ông ta bắt ngay. Và lúc đó thì các bạn lại phải chơi lại game. Rồi ok, và bây giờ thì các bạn cùng mình xem đi tìm cái con ma ở trong này nhá. Let's go. Rồi chỗ này hình như không có gì. Mình sẽ lên đường trên đây xem. Wow, có một con hạc kêu. Đây rồi, con quẩn ở đây. Mình sẽ phải đi đến nhanh đường này xem nó có bắt được nó không. Wow, đi nhanh thật. Wow, một cái sừng con dê. Rồi mình sẽ đi đường này xem. Đây rồi, gần đây có một con. Ok, 1/7. Tập Slender rồi. Chạy thôi. Đó, các bạn cứ đi xung quanh map và tìm 7 con ma là các bạn sẽ hoàn thành cái game và thoát khỏi cái map này. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sẵn thời gian thế nào. Let's go. Let's go.
mà nó đang gần đây. Xuống tầng hầm rồi, vậy thì mình sẽ lên trên tầng 2. Let's go. Từ game này các bạn tìm 20 cái túi và tìm những con mã số để các bạn đủ, khi đủ mã số các bạn sẽ thoát ra ngoài. Còn nếu không đủ thì các bạn phải đi tìm xung quanh, tìm thật kỹ nhá. Let's go. Mình sẽ sang cái tiếp theo. Siren here. Wow. Ok, nghe nói tựa game này thì cũng giật mình đấy, nhưng mà không biết thế nào. Đợi nó đi, xong rồi các bạn lại đi chạy nhanh. Nó không biết nó đang làm gì. Mình sẽ tiến lại gần nó xem. Yeah, ok. Wow, game over. Oh, nhìn nó rất là khiếp luôn. So ok, và mình sẽ sang thử game tiếp theo. Granny Chapter 1. Let's go. One day.
Ok. Wow, và ta xuống luôn đây. Okay, let's go. Oh my gosh, oh my gosh. So ok, và mình sẽ sang cái game tiếp theo. Let's go. Wow. Con này xuất hiện ở trên đâm ra mình rất là khó nhìn luôn. Ok, lần này thì mình sẽ cố gắng xem thế nào. Oh my gosh. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.